Thank you.
thắng. Giờ đi về nhà Phi. Ok, go. Chào ơi. Hi. How are you guys? Đi về. Nó ngoài. Nó ngoài. Đi đâu? Về mới nói. Đi chỗ nào? Ở đây building không à? Ít có nhà. Ok, đi thẳng nữa hả? Bây giờ đang đi vô cái khu nhà của Phi. Excuse me? Đi quay nó bị lên xuống khó chịu không? Hả? Rồi đang đi xuống cầu thang. Đi về nhà. Ok, giờ đi vô nhà. Đi vô building. Cười gì? Thang máy nhỏ xíu à. Giữ cửa không giữ cho người ta vô nữa là sao? Vô. Tới nhà rồi. Đi thẳng xuống. Đi xuống đó hả? Không nha. Đi vô nhà. Trời sao đi sớm vậy? Đi kiếm anh. Không đi đâu hả? Này nhà của Phi nè. Gì á? Quay phim. À. Chào bạn. Bye bye. Ủa bye. Nó để bữa thứ bảy. Đi chợ nha. Quay phim chút nha vậy Kim Anh. Nét sạch. Đi nhanh nhanh lên, không có thời gian rồi. Tôm bên này nè. Giờ đi mua sò phải không? Nghèo. Mua nghèo. Không phải. Mua muscle. Muscle. Không bây giờ không có thời gian con kể thứ bảy. Ở đây là chợ. Ừ, lấy xe không? Ở đây là quầy cá. Em mua cái 2 kg đó. 2 kg thịt ba. Nó là được. Làm cái đầu giống. Hôm nay mua muscle á. Cái gì? Làm như cái đầu. Không đừng làm vậy. Con có thôi. Thích làm phải rửa lâu với bà. Tại vì đã ăn cái đó là làm muôn rồi. Muôn nó ăn cái đó đâu giống được rồi. Không có ăn cái đồ thịt. Có cái đồ thịt. Có cái đồ thịt. Đây là chợ ở bên đây. Phi nói chuyện gì chút không? Nói đi con. Chào chị Tám. Chào Châu. Chào cả nhà. Thì em đang đi chợ. Mới đi làm về. Hôm nay là mua cho một. Mua là mất số. Đúng không? No, you can.
On n'est pas gentil. Hein. Sorry? On n'est pas gentil. Ah, mais si, moi, dans les Anglais. Prenez Dieu nos photos, il est beau, lui. Je représente la poissonnerie, moi, je suis. Oh, sushi, là, y'a. Là, c'est son sushi. On va y aller encore, hein, j'en ai un bon moment. Alors, toi, là, c'est bon. Để đâu gì kìa mày? Rộng quá Phi. Phi rộng quá. Cái gà nó bày ra nó đẹp không thôi. Ăn con nào? Hôm nay Phi với gì Kim Anh nấu rồi ăn cho ăn. Nay thịt mũi á. Phi luôn. Tâm sự hả? Ngồi tâm sự với Phi. À, con mắt cái nhà. Cái mẹ trên đây nè. Lẹ lấy trái thôi, chi nhiều. Giờ đi tính tiền. Mẹ ăn nữa thôi. Au canyon des arides, aux éoliennes qui tournent dans le vide, s'il y a des mots qu'il faudrait que j'écrase, c'est sur les mots. Đây là cuối cùng của cái lắc lơ mơ nữa, là nó chạy ra sông Rôn luôn đó. Đây là cuối cùng. Còn ở Môn Trơ là phía trước là ngay chỗ đó là đầu tiên rồi. Con đi trên cơ khúc trên này chưa? Dạ, đi tới đó. Hả? Đi tới chỗ mấy cái lều. Thank you.
Bây giờ là đang đứng xếp hàng chờ để check bagage. Thank you.
边的妹
thôi.
Justin Bieber. This is TJ, dedicating the song to Let Belly. Okay. Mẹ ở đâu rồi? Giờ đang đi chợ. Gọi ai vậy? Không có cái để nó lấy điện thoại nó để nó coi. Cười cái coi. Bây giờ đi vô đây tìm gì Kim Anh với bà ngoại. Thank you. Bấm chưa? Bấm rồi. Quá là. Chào. Con quay cho bột đi. Bột thích quay bột. Đi vậy thì không phải giờ đang đi shopping. Phi đâu hả? Lên lầu con mấy áp polo. Mua sờ đó ha. Mẹ đứng mình đi qua bên đứng mẹ. Mãi đâu rồi? And of course, Ella Fitzgerald. Thank you.
tay con phải đi lên suốt phía trên trước quay. Đang đi trên đường kỵ sĩ tại Geneva. Tại tốt ra cái tiệm kia để đây coi nó có. Phi đang đi điệu, đi đựa vô thơm. Được nào chưa? Còn mót? Hello mẹ đi, hello má đi. Hello má nhiều rồi. Hello ba đi. Hai ba. Hello anh Tùng, anh Hoàng đi. Đó, Phi nói giùm rồi nè. Giờ không biết bắt đầu từ đâu. Đây, quan cảnh. Rồi, lên lại đi ha. Nha. Rồi, đâu giật đâu. Ủa anh Phi này nó bị gì vậy? Mẹ đang ở đâu rồi kêu quay. Có thấy mưa đâu. Không thấy mưa. Quay có nhờ. Mưa quay quay vòng vòng mà. Mặt buồn à. Trời ơi, trời mưa, khóc dùm bột nha. Bây giờ đi ra sân bay, trời mưa quá trời luôn. Trường. Bên đó là phi trường.
Maman. It'll be fine anyway.